Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Học sinh tát cô giáo, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội. Clip một học sinh trung học tát cô giáo vì bị thu điện thoại đã được lan truyền rất mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua và làm dấy lên nhiều chủ đề tranh luận khắp cả nước. Hành vi tiêu cực của học sinh trong clip chỉ là một trong những nhiều vụ mà học sinh, thậm chí là cả phụ huynh học sinh xúc phạm, lăng nhục, thậm chí là hành hung giáo viên diễn ra trong nhiều năm trở lại đây. Thực trạng này khiến ta phải nhìn lại vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục hệ thống tương lai của đất nước với thời điểm hiện đại ngày nay. Ngày 17 tháng 2, không biết là vô tình hay cố ý, đúng vào ngày kỷ niệm 42 năm ngày nổ ra chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, một clip dài khoảng 15 giây thu được hình ảnh phản ứng của nam học sinh có hành động tát vào mặt cô giáo xuất hiện trên mạng xã hội và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây là hình ảnh chụp từ clip nam học sinh tát cô giáo tại Việt Nam. Trong clip, một học sinh đòi cô giáo phải trả lại điện thoại, đồng thời chửi tục. Sau khi không được đáp ứng, em này từ chỗ ngồi tiến lên bục giảng, tự lấy điện thoại trên bàn giáo viên và tát cô giáo trong sự sửng sốt của các học sinh cùng lớp. Do sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà ngày 18 tháng 2, đại diện của Bộ Giáo dục và Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã phối hợp trong việc xác minh tính xác thực của video clip nam học sinh tát vào mặt cô giáo trong lớp học này. Sau đó, truyền thông trong nước cũng loan tin clip học sinh tát cô giáo lan truyền trên mạng mấy ngày hôm qua là việc có thật xảy ra ở một cơ sở giáo dục thuộc quận Ba Đình tại Hà Nội, ngay tại thủ đô của cả nước. Xác minh của cơ quan chức năng cho biết sự việc gây sốc trên xảy ra vào tháng 5 năm 2020 trong một tiết toán học. Học sinh trong clip là học lớp 8, cô giáo đã báo cáo lãnh đạo nhà trường, cơ sở giáo dục này thành lập hội đồng kỷ luật xem xét việc và đề xuất của lãnh đạo cơ sở giáo dục ra quyết định kỷ luật đuổi học một năm đối với học sinh vi phạm này. Đây là hình ảnh tranh cổ động của Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam minh họa vai trò giáo dục cho trẻ em, gia đình là vô cùng quan trọng. Đồng thời cũng yêu cầu học sinh này quay clip đưa lên mạng, xóa clip. Học sinh này hiện cũng đã tự bỏ học. Sự việc xảy ra trong tình huống giáo viên thu tai nghe của học sinh, em này đã không bình tĩnh, đi lên đòi lại và tát cô giáo. Việc này tưởng đã khép lại nhưng bất ngờ được đưa lên mạng từ một Facebook có tên Trần Thi Cờ. Sự việc một lần nữa đặt ra cho câu hỏi lớn về vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội tại Việt Nam ngày nay. Trước hết, gia đình có vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Tài khoản Facebook Đông Kinh thì bình luận như sau: trong bộ ba giáo dục, gia đình và nhà trường và xã hội thì gia đình là yếu tố cơ bản, kiên quyết nhất. Nó làm nên một con người ham học hỏi, có ý chí phấn đấu, nhưng dường như ngày nay nhiều ông bố bà mẹ chăm sự nhờ thầy cô và bố mẹ chẳng được cái sự nào chăng. Ngẫm rằng nếu bố mẹ không dạy được con, nó tát cô giáo của mình như tát bố mẹ thứ hai, thì rồi đây ra đời xã hội sẽ trả lại nam sinh viên bằng những cái tát rất đau đớn. Mong rằng nhiều ông bố bà mẹ nhìn được cảnh này sẽ thay đổi cách dạy con của mình. Trên cơ sở quan điểm này, Facebook Nguyễn Quang Vinh thì viết như sau: gia đình đang dạy dỗ các cháu như thế nào? Khoán trắng cho nhà trường ư? Bố mẹ đã thành bạn của con khi ở nhà hay chưa, hay chỉ ra lệnh và quát mắng? Mày tao, có bàn cả chuyện chạy trường, chạy điểm, sơi sơi trước mặt con cái. Phòng riêng của các con là góc yên tĩnh học hành, nghỉ ngơi, thư giãn hay là pháo đài vậy? Sở thích của con cái là thuận theo tự thân hay bị áp đặt, bị đầu độc bởi toan tính thực dụng của bố mẹ chúng? Hành vi, lời ăn, tiếng nói, tâm tư của con cái được gia đình lắng nghe hay không? Những manh nha về thói quen, sở thích, đòi hỏi có được bố mẹ chăm chú theo dõi để phòng bệnh hay không? Bố mẹ có nhận ra con mình đang muốn thành thủ lĩnh hoặc đang yếm thế, thua thiệt, cô đơn để kịp đồng hành, chia sẻ hay chưa? Xét về yếu tố thứ hai là nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung, đây là chủ đề nhận được nhiều tranh luận nhất bởi những vấn đề nhức nhối trong ngành giáo dục đã tồn tại từ lâu và chưa được giải quyết thấu đáo. Đây là hình ảnh nhà trường là nhân tố quan trọng trong giáo dục con người. Facebook Võ Xuân Sơn thì viết tiếp như sau: nhiều ý kiến cho rằng cháu học sinh đó là mất dạy. Đúng vậy,
Nhưng tại sao một học sinh sống dưới mái ấm gia đình, được dạy dỗ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà lại là một kẻ mất dạy đến như vậy? Nếu chỉ kết tội cháu đó là mất dạy thì có thỏa đáng hay không? Có cần phải xem tại sao mà một cháu bé được hưởng sự dạy dỗ lại trở thành mất dạy đến như thế? Hay là nền giáo dục của chúng ta đã trở nên mất dạy mất rồi? Người ta hay dùng từ trừ chẽn, vô liêm sỉ, vân vân để nói về một số quan chức, đặc biệt là cả các quan chức giáo dục. Thầy hiếp dâm trò, thầy lấy trò ra là phục vụ tình dục cho các quan chức, cô giáo thì được điều đi phục vụ cho các quan chức ăn nhậu, thầy nâng điểm cho con các quan chức, vân vân. Điều đó là trừ chẽn, vô liêm sỉ hay là mất dạy đây? Còn hơn thế nữa, người đứng đầu ngành giáo dục còn bao che cho việc điều các cô giáo đi phục vụ quan chức nhậu nhẹt. Còn bảo đảm là gì? Và kỳ thi không có khuất tất gì trong việc sửa điểm, nâng điểm đang diễn ra hết sức nhiều trên diện rộng. Và mức độ thì thật là kinh khủng. Đó là bị ổi, đề tiện hay là mất dạy đây? Xem ra nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả những kẻ nắm giữ trọng trách trong ngành giáo dục ngày nay, còn mất dạy hơn cả cậu học trò mất dạy kia. Vậy thì làm sao mà cái nền giáo dục được những kẻ mất dạy điều khiển lại không sản sinh ra một học sinh mất dạy cho được? Facebook Nguyễn Quang Vinh cũng thừa nhận yếu kém của ngành giáo dục và nói như sau. Ngành giáo dục vốn đang mang trên mình rất nhiều thương tích vì các trận đánh, dự án, đổi mới và cải cách giáo dục không trên cơ sở khoa học mà trên sự hợm hĩnh, trên cơn điên cuồng của bệnh thành tích. Có cả ham muốn gây dấu ấn cá nhân từng nhiệm kỳ của Bộ trưởng, cả sự lúng túng và bất lực được che giấu bằng hàng loạt thay đổi nhằm để chứng tỏ ta là số một. Cả sự quay cuồng cho bộ máy quản lý hành chính đủ các thứ, thích đủ thứ và thành tích như dấu ấn, tiền bạc, dự án, vân vân. Hố bùn không được tỉnh táo, nạo vét, chống lầy đúng cách mà lại tạo ra thêm những vá víu lầy lội bị dẫn bởi những hội đồng tư vấn cơ hội, vũ khí, bằng cấp giả. Và đầy danh hão trà đạp lên những chuyên gia thật, làm giáo dục nước nhà luôn trong tình trạng bị khuấy động, ngả nghiêng, chính sách Azu, quản lý, chữa cháy, mầm cơ hội xảy ra nảy nở, hộ xã hội rẻ rúng, lo sợ và bất bình. Còn nhà báo Bạch Hoàn thì không đồng tình với quyết định kỷ luật của nhà trường dành cho học sinh trong clip nói trên. Đây là hình ảnh giáo sư, tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 9 tháng 1. Nhà báo Bạch Hoàn viết như sau. Những đứa trẻ sốc nổi không tạo ra nền giáo dục, mà nền giáo dục đã nhào nặn do chúng. Lũ trẻ không biến xã hội này trở nên mục ruỗng mà chính xã hội này đã làm tâm hồn non nớt của chúng bị chai lì, nhèm nhuộc. Một đứa trẻ cần được giáo dục lại về lòng nhân, về nghĩa lễ, về sự tôn trọng phụ nữ, tôn trọng con người, về nguyên tắc cư xử, về sự sai trái trong cách thức phản kháng và bạo lực. Thì chính nhà trường lại chọn hình thức kỷ luật là đuổi học một năm. Thực chất đó là ném trả về xã hội. Trong khi đó, hơn bất cứ học sinh bình thường nào khác, lẽ ra việc giáo dục của học trò ấy phải thực hiện tích cực, đặc biệt là từ cả nhà trường và gia đình. Một người đang cần được giáo dục lại bị nền giáo dục từ chối giáo dục. Còn Facebook Thái Hạo thì phân tích ba đứt gãy trong giáo dục Việt Nam đang diễn ra hiện nay như sau. Thứ nhất là đứt gãy trong mối quan hệ thầy trò, do thầy mất dần đi tính chính danh, năng lực yếu cả trong chuyên môn và lối ứng xử văn hóa, tính vụ lợi trong làm giáo dục như tìm cách dạy thêm bằng nhiều hình thức để thu tiền. Nó dẫn tới việc thiếu tôn trọng từ phía trò, sự thiếu tận tụy từ phía thầy, những luân lý dần hao mòn, dần thành bức tranh hoen ố, lan mỗi lúc một rộng, một sâu hơn trong mối quan hệ này. Thứ hai là đứt gãy trong mối quan hệ nhà trường và phụ huynh. Phụ huynh mất dần niềm tin, lòng tôn trọng với nhà giáo giảm dần. Sự giáo hoành mỗi lúc thể hiện rõ cả hai đã theo đuổi những mục đích không giống nhau như phụ huynh vì sự tiến bộ của con, nhà trường vì thành tích. Trường vụ lợi bằng cách lạm thu, lách luật gây nên sự bất bình và bất kính, dần hình thành hai chiến tuyến giữa cha mẹ và nhà trường. Một bên thì cảnh giác, nghi kỵ, đề phòng, còn một bên kia bề trên kể cả và thiếu trung thực. Học sinh là nạn nhân trong cuộc đụng độ này, tổn thất chung thuộc về tương lai đất nước. Thứ ba là đứt gãy trong mối quan hệ người học và xã hội. Biểu hiện đầu tiên là sự pha lệch kiến thức, giáo dục đều không và ít dùng được vào cuộc sống. Năng lực người học không đáp ứng được đòi hỏi
của nhu cầu xã hội. Người học mờ nhạt trong vai trò chủ thể kiến tạo xã hội, nếu không nói là có một bộ phận góp phần làm suy thoái xã hội. Tác giả kết luận ba sự đứt gãy trên thuộc về môi trường và làm thành môi trường giáo dục. Ví như một mảnh đất để ươm hạt giống như vậy. Đất xấu, thậm chí đất hoang hóa thì không thể trồng lên những cây khỏe mạnh cho được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vào sáng ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức mùng 6 Tết Tân Sửu. Những đứt gãy này phản ánh một thực trạng không thể làm ngơ vì nó quyết định chất lượng giáo dục và cũng là thang đo cho phẩm giá của một nền giáo dục. Không hàn gắn được những sự đổ vỡ này thì nền giáo dục Việt Nam sẽ không còn tương lai. Và thêm nữa, hiện tại dường như đang ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cuối cùng là yếu tố xã hội cũng là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam hiện nay. Trong khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tung hô rằng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay, nhưng thực tế thì đạo đức xã hội lại bằng hoại. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì không được giữ vững, phát huy. Một người dùng trên mạng đã viết như sau. Chốn tôn nghiêm nhất là nhà trường, tại sao lại có thể bị xúc phạm, bị đập phá đến mức này? Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam đâu mất rồi? Sao nó lại mai một cách nhanh đến như vậy? Cách đây vài chục năm, vị thế của người thầy trong xã hội, trong tâm thức mọi người đều rất cao. Họ thường nghèo nhưng lại là những người được kính trọng nhất. Còn nhớ, hồi đó, gia đình tôi chuyển đến một khu xóm mà dân trí khá thấp, có nhiều thành phần như côn đồ, đầu gấu. Thế nhưng, ngay cả những người đó khi gặp bố tôi, người mà họ nghe nói từng làm nghề giáo, đều chào thầy, rất trọng thị khi nói chuyện. Xưng hô để gọi ông là thầy, dù ông không dạy học chữ nào. Bản thân tôi và các bạn bè cũng trang lứa, suốt thời học sinh và cả thời đại học, luôn kính ngưỡng thầy cô, không chỉ như người dạy chữ, mà còn như nhà lãnh đạo tinh thần của mình. Dù có những lúc vi phạm kỷ luật, không nghe theo lời hay lười nhác, nghịch ngợm làm thầy cô buồn lòng, nhưng chúng tôi tuyệt đối không bao giờ hỗn láo. Vậy mà bây giờ đạo đức xã hội lại băng hoại đến mức các vụ hành hung xúc phạm giáo viên xảy ra nhiều đến như vậy. Ông Võ Xuân Sơn đưa ra nhận định tiếp như sau. Một xã hội mà dối trá lên ngôi, biến tấu từ ngữ theo kiểu mặt chạm vào gậy hoặc tự xác định mức tăng trưởng 145% ngay cả khi bao nhiêu người đang chưa biết sẽ sống chết ra sao. Một xã hội bất chấp mọi quy tắc truyền thống để bứng một cây cổ thụ từ nơi này mang cắm sang một nơi khác và gọi đó là trồng cây. Theo nghĩa Tết trồng cây từ trước đến nay, với một xã hội mất quy tắc như thế thì làm sao mà cha mẹ học sinh không nhiễm những thói hư tật xấu của các bậc mẫu nghi thiên hạ và những học sinh không bị mất dạy cho được. Cho nên tôi cho rằng việc cháu bé tát vào mặt cô giáo ở Hà Nội chỉ là màn mở đầu cho những biểu hiện tất yếu, kết quả của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và lối sống của nhóm lãnh đạo được chọn lọc kỹ càng bởi một hệ thống được điều khiển bởi nhiều kẻ mất dạy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 với bản tin Học sinh tát cô giáo, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.